Vâng, kính thưa thầy Châu, kính thưa các anh các chị. Hôm nay thì chúng em xin phép trao đổi về một cái khía cạnh. Thực ra đối với em ấy, thì bài toán kháng sinh nó có 5 câu hỏi lớn, thì hôm nay em chỉ trao đổi một khía cạnh thôi, đó là vấn đề về liều của kháng sinh. Chúng ta sẽ không trao đổi về vấn đề lựa chọn hoặc là phối hợp, những bài toán đấy cũng rất là khó rồi, rồi dùng kháng sinh dài bao lâu. Những câu hỏi đấy rất quan trọng, nhưng có lẽ sẽ để trong các khuôn khổ khác chúng ta đã trao đổi, thì chúng em chỉ tập trung vào một cái bài toán câu hỏi mà em nghĩ là tương đối quan trọng và khó trả lời. Đó là vấn đề về liều, đặc biệt là liều trong các nhiễm khuẩn hô hấp dưới. Thì cái lý do em đưa ra được cái phần mà liên quan tại sao chúng ta trao đổi liều, thì đầu tiên là điều trị nhiễm khuẩn hiện nay em nhận thức là nó có 4 năm cái thách thức lớn. Thách thức thứ nhất là chúng ta đa phần là điều trị kinh nghiệm, chắc chắn là chúng ta không chờ đợi vi sinh để có một cái phác đồ kháng sinh, và nhiều khi phác đồ kháng sinh cũng có kết quả vi sinh về cũng chưa chắc đã giúp cho thực hành lâm sàng của chúng ta. Thứ hai là chúng ta gặp nhiều vi khuẩn kháng thuốc, và chúng em không nhắc lại tên các cái vi khuẩn kháng thuốc ở đây mà chúng ta vẫn phải đối mặt trong thực hành. Thứ ba chúng em thấy cảm thấy là có thách thức, đó là các cái vi khuẩn gây bệnh hiện nay chúng em tạm gọi là giảm nhạy cảm, nó chưa kháng. Nhưng mà các thầy cô hình dung đây là giá trị MIC của vi khuẩn. Để phía bên trái này chúng ta không phải suy nghĩ bởi vì nó rất nhạy cảm, điều trị kiểu gì cũng khỏi. Phía bên phải này cũng không phải suy nghĩ thì kháng sinh đấy không bao giờ có hiệu quả nữa. Cái mà chúng ta cần giành giật nhất là cái vùng lân cận ở giữa này. Vậy thì vấn đề là ta ở đây là nếu vi sinh trả lời chúng ta là kháng, nhạy cảm chưa chắc đồng nghĩa với cả thành công về mặt lâm sàng. Nhiều khi chúng ta thấy là S nhưng không hiểu tại sao là điều trị nó không không hiệu quả lắm. Và R nhưng nhiều khi chúng ta vẫn sử dụng cái kháng sinh đấy mà chúng ta vẫn có đáp ứng trên lâm sàng. Vậy cái vùng mà chúng ta quan tâm nhất để tối ưu liều của kháng sinh chính là cái phần này, và phần này bây giờ vi khuẩn nó rơi vào đây tương đối nhiều. Đấy là cái lý do thứ hai chúng em thấy có thách thức. Lý do thứ ba đó là chúng ta có dị đề kháng. Cái này phải có vi sinh, chúng ta phải dựa vào vi sinh mới phát hiện được. Ví dụ trường hợp này, vi sinh ở bạch mai đấy, nếu cấy ra trực khuẩn mủ xanh trả lời kết quả là S, vì chúng ta có một cái đường kính vòng vô khuẩn rất là lớn, nhưng ở trong vòng vô khuẩn đấy nó có cái những cái khuẩn lạc nó mọc được, và như vậy những con này chắc chắn là nó đã kháng kháng sinh rồi. Vì vậy nếu mà vi sinh trả lời là S nhưng anh chị em dùng kháng sinh đó mà thấy là thực sự đáp ứng lâm sàng nó không như mình mong muốn, sau đó thậm chí nó tái phát, nó còn bùng phát mà nó còn 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 có cảm giác là phác đồ của mình bị thất bại, thì lúc đấy chúng ta hội chẩn lại vi sinh liệu chúng ta có gặp những cái trường hợp như thế này hay không. Và lý do cuối cùng chúng em nhận thức được là điều trị kháng sinh khó, đó là chúng ta càng cài cắm nhiều vào người bệnh nhân càng nhiều thứ, catheter, nội khí quản, rồi là ống sông, thì đấy chính là điều kiện để tạo ra những cái môi trường cho vi khuẩn kháng thuốc, và chúng ta nhắc nhiều đến biofilm. Và khi mà vi khuẩn tạo biofilm thì thực sự là kháng sinh rất bất lợi cho kháng sinh, bởi vì thứ nhất là đây là môi trường vi khuẩn nó nhân lên rất chậm, nhân lên chậm thì các kháng sinh nhóm beta-lactam gần như không có hiệu quả. Thứ hai nó là cái môi trường mà nó dễ phát sinh ra đột biến kháng thuốc, và thứ ba là kháng sinh của chúng ta tương đối khó thấm vào những cái bọc kiểu vi khuẩn như này để có tác dụng trên trên vi khuẩn. Vì vậy thì có lẽ cái chiến lược điều trị kháng sinh tại thời điểm hiện tại chúng em nghĩ là chúng ta phải mạnh tay ngay từ đầu. Bởi vì tại sao chúng em nói là cái phác đồ ban đầu lại là phác đồ trong những ngày đầu tiên, những giờ đầu tiên đóng vai trò rất quan trọng. Gần đây chúng em đọc tài liệu thì người ta nói này, nếu điều trị nhiễm khuẩn trong 72 giờ đầu người ta quan tâm đến hiệu quả. Sau đó, sau 72 giờ, 73 ngày đến 5 ngày sau, người ta mới bắt đầu cân đối giữa hiệu quả và an toàn. Như vậy, người ta đặt mạnh nhiều vào cái phác đồ kinh nghiệm ban đầu của chúng ta cần phải mạnh tay. Lý do tại sao chúng ta cần phải mạnh tay? Bởi vì nếu chúng ta không mạnh tay thì chúng ta hình dung là chúng ta rất dễ trong ổ nhiễm trùng, ví dụ viêm phổi, chúng ta rất dễ tiêu diệt những vi khuẩn màu xanh, ở đây là những vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh, nhưng chúng ta để chừa lại những vi khuẩn màu đỏ, và sau đó sợ nhất là bệnh nhân của chúng ta sốt lại, và sốt lại nếu mà chúng ta dùng các phác đồ kháng sinh cũ không, nó không bao giờ có hiệu quả nữa. Lúc đấy chúng ta đã bị coi như là đây là bội nhiễm, bùng phát vi khuẩn kháng thuốc do chính phác đồ ban đầu của chúng ta gây ra. Vì vậy thì chúng tôi muốn thống nhất lại với quan điểm điều trị tại thời điểm hiện tại, khi sử dụng kháng sinh người ta hướng tới sạch khuẩn. Sạch khuẩn thì không dễ một chút nào, bởi vì chúng ta phải có ba cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải đạt tới. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta chọn kháng sinh phù hợp, thứ hai là chúng ta phối hợp kháng sinh phù hợp, và chúng em sẽ tập trung trong bài của mình ở đây là chúng ta có chế độ liều phù hợp. Thế thì tại sao phải có chế độ liều phù hợp? Thì chúng em xin nhắc lại cái câu nói của bác sĩ Ehrlich, bác sĩ người Đức là ông tổ điều trị nhiễm trùng. Ông phát biểu một câu cách đây 100 năm là gì? Là điều trị kháng sinh kỵ nhất là thiếu liều. Thiếu liều là thiếu nồng độ, và thiếu nồng độ là dẫn chúng ta dùng kháng sinh không hợp lý và dẫn tới vi khuẩn kháng thuốc. Vậy chúng ta sẽ suy nghĩ là cái mà chúng ta cần đạt, cái quyết định hiệu quả điều trị của chúng ta đó là nồng độ thuốc trong máu. Nhưng đối với điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp dưới thì chúng em thấy nó còn thách thức hơn ở một chỗ, đó là chúng ta điều trị nhiễm khuẩn trong mô. Và các anh các chị hình dung là như vậy thì nó phải có một cái quá trình thâm nhập từ máu vào mô.
Và tại cái quyết định cái nồng độ của cái hiệu quả kháng sinh trong điều trị viêm phổi là nồng độ kháng sinh trong dịch lót biểu mô phế nang và nồng độ trong kháng sinh trong đại thực bào phế nang là những nơi mà vi khuẩn có thể cư trú. Và từ đó nếu chúng ta đủ nồng độ thì chúng ta mới đạt được hiệu quả về vi sinh. Từ hiệu quả về vi sinh cộng thêm miễn dịch rồi điều trị chăm sóc hỗ trợ nữa, tất cả những cái biện pháp điều trị khác thì chúng ta mới mong muốn có thành công về mặt lâm sàng. Thì đấy là cái nguyên tắc để áp dụng các cái nguyên tắc của dược động học và dược lực học trong điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp dưới, trong đó có viêm phổi. Thế thì chúng ta lại quay lại bài toán rất cơ bản. Cái quyết định hiệu quả của kháng sinh đó là nồng độ kháng sinh ở trong máu và sau đó nồng độ kháng sinh ở trong mô. Vậy cái gì sẽ quyết định nồng độ kháng sinh ở trong máu? Thì chúng em xin nhắc lại hai thông số rất cơ bản của dược động học. Đó là thể một là thể tích phân bố và thứ hai là thanh thải. Đa phần các kháng sinh của chúng ta thải qua thận. Vậy thì chúng em muốn cái thông điệp của chúng em muốn truyền tải đến các anh các chị đó là chúng ta thực ra trong thực hành lâm sàng chúng ta không thể xác định được trên một bệnh nhân cụ thể xem là thể tích phân bố là bao nhiêu, thanh thải là bao nhiêu. Nhưng cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó là chúng ta nhìn bệnh nhân của chúng ta xem có điểm gì đặc biệt hay không. Và cái mà chúng em ngại nhất, các bác sĩ thì hãy quan tâm đến đoạn là suy thận có chỉnh liều hay không, lọc máu có chỉnh liều hay không. Nhưng cái mà gần đây người ta lại quan tâm là đoạn đầu trước khi bệnh nhân đi vào những cái đoạn lùng cùng đó thì bệnh nhân có tăng thể tích phân bố hay không. Vậy những bệnh nhân tăng thể tích phân bố là những bệnh nhân thừa cân, những bệnh nhân mà chúng ta dùng truyền nhiều dịch, chúng ta dùng vận mạch, những bệnh nhân có sốc nhiễm trùng, những bệnh nhân giảm albumin máu là những bệnh nhân làm tăng thể tích phân bố. Và tăng thể tích phân bố thì nồng độ kháng sinh trong máu sẽ loãng và như vậy động tác của chúng ta sẽ phải tăng liều kháng sinh. Và cái thứ hai chúng em đặc biệt để ý về bọn em vừa nghe cái hội trường bên cạnh đó là tăng thanh thải. Chúng ta hay để ý đến những trường hợp suy thận, nhưng mà nếu mức lọc của thận của bệnh nhân trên 130ml một phút, vậy chúng ta lại đặt tiếp câu hỏi là nếu như bệnh nhân như thế, chúng ta dùng cái liều kháng sinh như liều thông thường chúng ta dùng, thì kháng sinh liệu có mất nhiều hơn ra ngoài theo nước tiểu hay không? Những bệnh nhân có chức năng thận tốt như vậy, những bệnh nhân này chúng em đặc biệt là những bệnh nhân trẻ tuổi, hoặc là những bệnh nhân sau truyền hóa chất có giảm bạch cầu trung tính không hiểu lý cơ chế gì, hoặc là những bệnh nhân có đa chấn thương ở đây liên quan bên ngoại, thì thường là những bệnh nhân có tăng thanh thải thận, thì những đó là những bệnh nhân chúng ta phải hết sức lưu ý. Thế nhưng kháng sinh nào thì nó lại hay bị ảnh hưởng của cái hiện tượng tăng thanh thải và thay đổi thể tích phân bố? Đó là những kháng sinh thân nước, là những kháng sinh mà thể tích phân bố bản thân nó bé và các kháng sinh này đa phần thải qua thận. Nhưng không may thay nó lại là những kháng sinh mà chúng ta thường sử dụng để trong điều trị, ví dụ như beta-lactam, ví dụ như vancomycin, ví dụ aminoglycosid và thậm chí cả colistin thì đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hiện tượng này. Điểm thứ hai chúng em lưu ý các bác sĩ đó là trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt khi có sốc nhiễm trùng, có nhiễm khuẩn huyết hoặc có sốc nhiễm trùng, thì khả năng thấm của kháng sinh vào mô sẽ giảm đi. Trường hợp này là ví dụ của linezolid. Người ta làm ví dụ ở đây, nếu đo nồng độ trong máu của linezolid ở bệnh nhân bình thường với cả những người có sốc nhiễm trùng thì nồng độ giống nhau, trong máu không có gì phải nghĩ cả. Nhưng nếu thâm nhập vào trong dịch gian bào, thì như vậy đây là cái nồng độ đường màu đen đây là ở những bệnh nhân mà người bị khỏe mạnh, còn ở đây là những bệnh nhân có sốc nhiễm trùng thì chúng ta nhìn thấy nồng độ trong mô nó giảm đi chỉ còn bằng một nửa. Như vậy cái điểm thứ hai lại càng khó hơn nữa với chúng ta, đó là những bệnh nhân càng nặng thì khả năng thấm của kháng sinh vào mô càng kém. Vì vậy thì chúng em lại quay lại cái mà điểm luôn luôn chúng ta phải suy nghĩ và cái mà người ta muốn hướng tới trong điều trị nhiễm trùng hiện nay, đó là chú ý những ngày đầu tiên và những giờ đầu tiên phải mạnh tay, và những kháng sinh sau đây tuyệt đối không nên thiếu liều khi có những trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Thứ nhất là aminosid, thứ hai là beta lactam, thứ ba là glycopeptide như là vancomycin, thứ tư là tigecyclin và cuối cùng là và colistin. Và chúng em cũng xin để lại cái bảng này để các anh các chị tham khảo. Đây là những cái chế độ liều cao của kháng sinh được khuyến cáo trong trường hợp của nhiễm khuẩn nặng. Tí nữa chúng em sẽ phân tích một số các kháng sinh quan trọng, nhưng mà ở đây các anh chị nhìn thấy là có những chế độ liều thậm chí hình như chúng ta chưa dùng đủ đô của nó, chưa đến cái mức liều đó. Ví dụ như cefotaxim, bình thường chúng ta dùng 1 gram mỗi 8 giờ, trường hợp nặng hơn chúng ta tăng lên 2 gram mỗi 8 giờ, nặng hơn nữa là 2 gram mỗi 6 giờ và tối đa cho phép của chúng ta là 2 gram mỗi 4 giờ. Thì có nhiều chế độ liều hiện nay trong thực hành lâm sàng, chúng ta cứ nghĩ là những kháng sinh đấy nó không có hiệu quả, nhưng mà hình như chúng ta chưa chạm đến cái mức liều mà chúng ta cần phải sử dụng nó. Thì như vậy đấy là cái quan điểm đầu tiên, đó là ưu tiên sử dụng chế độ liều cao cho nhiễm khuẩn nặng. Quan điểm thứ hai đó là một số kháng sinh phải có liều nặng, bắt buộc phải có liều nặng. Và ví dụ của em đây là colistin. Nếu các anh các chị dùng colistin mà không có liều nạp thì chúng ta hình dung là cái kháng sinh này nó có một cái nhược điểm là T/2, thời gian bán thải của nó rất dài. Và nếu thời gian bán thải dài thì nó có một nhược điểm là nó kháng sinh này nó không sốt ruột. Nó phải đợi khoảng sau 48 giờ nồng độ nó mới lên đạt nồng độ điều trị. Và như vậy chúng ta mất hẳn bộ 2 ngày đầu tiên là không có hiệu quả. Vì vậy thì người ta khuyên là thế này, cho dù các anh các chị dùng 4 triệu, 6 triệu hay 9 triệu, bất cứ chế độ liều nào thì chúng ta phải dùng một liều nạp bằng tổng liều kháng sinh, tức là bằng tổng liều trong ngày. Sau đó chúng ta mới dùng liều duy trì. Vậy sau bao lâu chúng ta dùng liều duy trì? Thì khuyến cáo mới nhất của colistin năm 2019 thì người ta khuyên là sau liều nạp
một cái khoảng thời gian bằng khoảng cách giữa hai lần đưa thuốc. Ví dụ chúng ta là đưa 8 giờ một lần hoặc là 12 giờ một lần, thì cứ sau khoảng thời gian đấy, sau khi dùng liều nạp thì chúng ta sẽ bắt đầu liều duy trì. Vì vậy ngày đầu tiên sử dụng colistin thì liều của chúng ta sẽ cao hơn so với những ngày còn lại. Đấy là cái liều kháng sinh đầu tiên bắt buộc phải có liều nạp. Kháng sinh thứ hai bắt buộc phải có liều nạp là vancomycin. Tại sao vancomycin phải có liều nạp? Anh chị em mình dùng, nếu chúng ta điều trị viêm phổi do tụ cầu thì cái khả năng thấm của vancomycin vào mô phổi nó chỉ là 20% nồng độ trong máu. Vậy chúng ta phải có liều nạp để làm gì? Để chúng ta đổ đầy người bệnh nhân bằng kháng sinh đã, sau đó nó mới vào cân bằng giữa máu với mô thì nó mới vào phổi nhanh để đạt hiệu quả. Và chính vì thế thì người ta khuyên là thế này: trước khi chúng ta bắt đầu một liều duy trì, anh chị em hay quen với liều là 1 gram mỗi 12 giờ ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận bình thường, thì chúng ta nên cho một liều nạp. Liều nạp đấy khoảng từ 20 đến 25 mg trên kg cân nặng, tức là chúng em tính ra khoảng từ 1 đến 2 gram, 2 gram vancomycin truyền bằng liều nạp, sau đó truyền ngay liều duy trì. Đấy, thì đấy là khuyến cáo này trong ATS năm 2016 cũng đã đưa cái liều của vancomycin, thì mọi người để ý hình như là nó cao hơn cái mức liều chúng ta đang dùng là 25 đến 30 mg trên kg cân nặng liều nạp, sau đó chúng ta mới bắt đầu liều chế độ liều duy trì cho những trường hợp viêm phổi nghi ngờ do tụ cầu. Trường hợp thứ ba bắt buộc phải có liều nạp đó là giảm albumin máu, nhưng trường hợp này chỉ áp dụng với các kháng sinh mà gắn nhiều với albumin. Thì các thầy cô anh chị em để ý ở đây, chúng ta hay có ceftriaxone, cefoperazone, ertapenem, teicoplanin và một số thuốc kháng nấm. Tại sao giảm albumin máu thì lại phải cần có liều nạp với những kháng sinh này? Thì bởi vì là giảm albumin máu thì nồng độ kháng sinh ở dạng tự do sẽ tăng lên. Nồng độ ở dạng tự do tăng lên thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải giảm liều. Nhưng mà trong trường hợp này lại ngược lại, chúng ta phải mạnh tay hơn. Bởi vì nồng độ tự do tăng lên thì thể tích phân bố tăng lên. Thể tích phân bố tăng lên thì nó đi khắp nơi trong cơ thể, chỗ nào nó cũng vào. Cái chỗ mình cần tập trung nhất là phổi thì nó lại thấm đến nó kém. Và thứ hai nữa là nếu mà nồng độ tự do kháng sinh mà tăng lên thì nó lọc ở ngay qua thận, nó lọc ngay ở cầu thận và như vậy nó bị thải trừ ra ngoài. Vì vậy em lấy ví dụ đây luôn, trong trường hợp ceftriaxone, nếu chúng ta dùng để điều trị viêm phổi, nếu bệnh nhân giảm albumin máu thì các thầy cô phải dùng 2 gram liều nạp ban đầu, sau đó chúng ta dùng 1 gram mỗi 8 giờ thay vì chúng ta sử dụng ceftriaxone một lần một ngày như là chúng ta vẫn thường quan niệm, vì đây là một kháng sinh có thời gian bán tải kéo dài. Như vậy thì có lẽ chốt lại là có một số trường hợp kháng sinh chúng ta sẽ phải dùng liều nạp. Liều nạp thường phụ thuộc vào cân nặng của bệnh nhân và sau đó liều duy trì sẽ do thận của bệnh nhân quyết định. Nếu thận của bệnh nhân có chức năng thận bình thường, chúng ta liều dùng liều bình thường. Nếu bệnh nhân có tăng thanh thể thận thì các anh các chị chú ý là chúng ta phải tăng liều, thậm chí chúng ta phải dùng đến mức liều tối đa. Còn nếu bệnh nhân suy thận thì chúng ta hiệu chỉnh liều. Vì vậy thì cái bảng tiếp theo chúng em xin phép để lại cái tổng kết những cái liều kháng sinh cơ bản chúng ta sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp dưới, thì chúng ta có các mức liều khác nhau cho trường hợp tăng thanh thể thận, trường hợp thận bình thường hoặc là những trường hợp suy thận. Thì đấy là nguyên tắc chung. Bây giờ chúng em sẽ đi vào một số các cái kháng sinh cụ thể. Thì khi nói đến dược động học và dược lực học thì chúng ta chỉ phân kháng sinh làm 3 loại thôi. Loại thứ nhất, đây là nồng độ kháng sinh sau khi chúng ta tiêm vào người bệnh nhân, nồng độ trong máu. Nó sẽ đạt nồng độ đỉnh là Cmax, sau đó kháng sinh nào cũng sẽ bị thải trừ ra ngoài. Và nhiệm vụ của chúng ta là không được để nồng độ kháng sinh rơi xuống cái đường chấm chấm này. Đường này là đường mic, là nồng độ ức chế tối thiểu. Như vậy kháng sinh của chúng ta sẽ chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là chỉ phụ thuộc vào nồng độ, tức là Cmax này càng cao thì diệt khuẩn càng mạnh. Loại này là loại aminosid. Loại này em sẽ nhắc đến cuối cùng. Loại thứ hai là không cần nồng độ cao lắm, nó chỉ cần nồng độ vượt qua nồng độ ức chế tối thiểu. Nhưng mà lại kháng sinh này phụ thuộc vào thời gian, nên là khoảng thời gian mà nồng độ thuốc trong máu vượt qua nồng độ ức chế tối thiểu, cái này càng dài càng tốt. Loại này là loại beta-lactam. Và loại thứ ba là loại ở giữa, loại đa phần các kháng sinh rơi vào loại này. Thì cái quyết định hiệu quả điều trị bên dược chúng em gọi là AUC, tức là tổng lượng kháng sinh trong người bệnh nhân trong một ngày. Cái này càng lớn càng tốt, để đa phần các kháng sinh của chúng ta rơi vào cái nhóm thứ ba này. Vì vậy chế độ liều của chúng ta sẽ là thế nào? Đối với beta-lactam thì cái mà nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cái khoảng này dài nhất có thể. Vậy động tác đầu tiên của chúng ta là chúng ta nghĩ đến tăng liều dùng một lần. Ngày xưa ceftriaxone chúng ta dùng 1 gram, bây giờ có thể chúng ta dùng 2 gram, nhưng 2 gram là liều tối đa một lần cho kháng sinh nhóm cephalosporin. Ngày xưa imipenem chúng ta dùng 500 mg, bây giờ trường hợp nặng chúng ta tăng lên 1 gram. Đấy, thế đấy, như vậy là cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta sử dụng để làm kéo dài tê lớn mic, đó là tăng liều. Thứ hai là các thầy cô chú ý đến thời số lần dùng thuốc của beta lactam. Vì kháng sinh này nó thải rất là nhanh, nó hết xuống đến đây nó hết tác dụng rồi. Như vậy chúng ta phải bồi thêm một liều nữa. Như vậy nhiễm khuẩn nặng thì số lần dùng thuốc quyết định hiệu quả điều trị. Đấy, như vậy là Cepha đối với em 2 lần dùng sáng chiều không có ý nghĩa cho nhiễm khuẩn nặng. Thông thường ít nhất là mỗi 8 giờ, trường hợp nặng hơn là mỗi 6 giờ, vân 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 vân. Thế như vậy cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta tăng số lần dùng thuốc. Trường hợp thứ ba đó là chúng ta truyền liên tục. Những cách này chúng ta chỉ thường áp dụng ở hồi sức khi chúng ta có bơm tiêm điện hoặc là máy truyền dịch. Trường hợp này thì thường là sau một liều nạp, tất nhiên là sau một liều nạp ban đầu thì chúng ta truyền liên tục và truyền kéo dài như thế này,
thì nồng độ kháng sinh trong máu luôn luôn vượt qua nồng độ ức chế tối thiểu. Nhưng cách này tiếc là nó chỉ áp dụng được với cetazidin, bởi vì cetazidin thì nó tương đối bền, và cách này thì em thấy dùng trong nhiễm khuẩn viêm phổi cho trực khuẩn mucin chẳng hạn, thì phác đồ người ta hay dùng là gì? Là người ta dùng là 15 đến 20 mg trên kg cân nặng một liều loading ban đầu, tức là tương đương khoảng 1 đến 2 gram cho truyền trong vòng 30 phút. Sau đó chúng ta cho 6 gram cetazidin vào bơm tiến điện và chúng ta truyền liên tục trong vòng 24 giờ. Thì người ta đo dịch nồng độ kháng sinh trong dịch lót biểu mô phế nang thì lúc nào cũng trên nồng độ ức chế tối thiểu. Đấy. Cách này thì lại đáng tiếc là chỉ dùng áp dụng với cetazidin, bởi vì các kháng sinh khác thì pha ra ở nhiệt độ phòng trong vòng độ khoảng 3 đến 4 giờ thì vòng beta lactam bị vỡ, và nếu vỡ thì nó không có tác dụng nữa. Vì vậy có một cái cách mà các thầy thấy là hồi sức người ta hay dùng cho những khuẩn nặng, đó là chúng ta truyền kéo dài trong vòng 3 giờ. Thay vì truyền 30 phút 1 giờ thì người ta kéo dài 3 giờ, và trong trường hợp này thì hiệu quả của nó tăng lên tương đối nhiều. Vì vậy trong Stanford hiện nay thì người ta quy định là có các kháng sinh beta lactam, có 5 kháng sinh tất cả thì đã được áp dụng chế độ truyền dài hoặc là truyền liên tục. Và khuyến cáo của Pháp thì người ta cũng khuyên mình là những nhiễm khuẩn mà chúng ta là nhiễm khuẩn nặng mà hoặc là chúng ta phân lập được vi khuẩn mà có giá trị MYC cao thì khuyên là dùng beta lactam thì ưu tiên chế độ truyền dài. Câu hỏi gần đây là người ta đặt ra là trước khi truyền dài thì có nên loading hay không? Thì gần đây 2019 thì Hội gây mê hồi sức Pháp người ta nói như này: nếu trường hợp nào mà anh chị em muốn là đạt nhanh nồng độ kháng sinh cho nhiễm khuẩn nặng thì chúng ta có thể có một liều loading ban đầu. Liều loading chính là cái liều mà chúng ta dùng theo tờ hướng dẫn sử dụng, sau đó trước khi sau đó thì chúng ta truyền dài 3 giờ sau đó. Cái chuyện truyền dài này em thấy nó có hay một chỗ là sáng nay em có chỗ phát biểu khi mà bài báo cáo của bác sĩ Phương Anh ở trung tâm hô hấp đấy. Khi mà cái câu trả lời là hỏi đặt ra là nếu mà bệnh nhân kháng cả carbapenem rồi thì chúng ta có dùng cả carbapenem nữa hay không, và nếu mà dùng thì đến lúc nào chúng ta còn dùng được nó và đến lúc nào thì chúng ta phải tạm chia tay cả carbapenem. Thì câu trả lời là nếu anh chị em dùng chế độ liều, và đây ở đây là dưới 2 thì là nhạy cảm, dưới 1 là nhạy cảm, từ 2 trở lên là đề kháng. Vậy cái vùng mà cao quá thế này chắc cũng không có hiệu quả nữa. Vậy thì cái vùng mà chúng ta giành giật ở đây là MIC của carbapenem từ 2 đến 8. Nếu chúng ta ưu tiên sử dụng chế độ liều cao, truyền dài kết hợp với truyền dài thì hiệu quả của nó vẫn bao phủ được. Và tổng kết về mặt lâm sàng thì người ta thấy là nếu chúng ta dùng carbapenem mà nếu phối, tất nhiên là trong pháp đồ phối hợp kháng sinh, và nếu mic của carbapenem là dưới 8 thì tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Đấy, như vậy là có lẽ chúng em nghĩ là chúng ta vẫn có thể sử dụng được những cái xác định mic để trong những trường hợp khó để chúng ta quyết định xem là có sử dụng carbapenem nữa hay không. Kháng sinh thứ hai chúng em trao đổi là quinolone. Kháng sinh này thì phụ thuộc vào AUC, thì các thầy các cô chắc cũng đã quen thuộc rồi. Muốn tăng AUC thì chúng ta phải tăng liều. Đấy, và tăng liều thì hiện nay thì SIBO thì em khuyến cáo nếu điều trị trực khuẩn mucin xanh, liều của chúng ta là 400 mg buổi sáng 2 lần một ngày, và trường hợp nặng chúng ta có thể dùng liều của hồi sức là 400 mg 3 lần một ngày. Đấy là liều tối đa của SIBO. Còn Levo thì chúng ta đã quen thuộc hai chế độ liều. Ngày xưa là 500 mg một lần một ngày thì bây giờ là 750 một lần một ngày hoặc là 500 mg 2 lần một ngày. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta tăng liều một lần và tăng liều như thế để tăng hiệu quả điều trị. Kháng sinh thứ ba chúng em muốn trao đổi đó là vancomycin. Vancomycin thì cũng phụ thuộc vào AUC, và lúc nãy chúng ta đã bàn là kháng sinh này phải có một liều nạp, và kháng sinh này thì người ta yêu cầu là AUC trên mic là phải trên ít nhất là 400. Vậy thì em khuyên là thế này: nếu mà điều trị vanco mà chúng ta hướng đến tụ cầu thì chúng ta nên làm mic, với nếu phân lập ra là MRSA thì chúng ta nên làm mic, và nếu mic từ 1 trở xuống thì thực sự chúng ta không phải suy nghĩ gì cả. Với các chế độ liều hiện nay ở Bạch Mai thì cũng rất là may mắn là mic là đa phần là từ 1 trở xuống. Thì nếu mic từ 1 trở xuống thì lúc đấy thì cái liều của chúng ta lúc ấy chỉ phụ thuộc vào mức lọc cầu thận của bệnh nhân thôi. Và nếu bệnh nhân có mức lọc cầu thận là khoảng 90 ml một phút thì liều của chúng ta sẽ là 2 gram một ngày. Nhưng lưu ý nếu bệnh nhân có mức lọc cầu thận tốt hơn bình thường thì các bác sĩ đừng ngần ngại cho liều là 1,5 gram mỗi 12 giờ, tức là tương đương khoảng 3 gram một ngày cho những bệnh nhân có mức lọc cầu thận từ 120 ml một phút trở lên. Và cái phần cuối cùng chúng ta có thể tối ưu được liều của vancomycin. Cái cách này thì em nghĩ là chỉ dành riêng cho những bệnh nhân nặng ở hồi sức, nếu có viêm phổi chẳng hạn thì do tụ cầu thì chúng ta có thể dùng truyền liên tục. Truyền liên tục thì có một ưu điểm là thế này: nó có nhược điểm là nó tốn một đường ven, nhưng nó có ưu điểm hơn so với truyền gián đoạn là nồng độ nó ổn định hơn và độc tính trên thận thì giảm đi, hiệu quả lâm sàng thì tương đương. Và đây chúng em xin giới thiệu cái phác đồ truyền liên tục của bệnh viện Bạch Mai hồi khoa hồi sức, cũng đã áp dụng cách đây được khoảng 3 năm và tương đối ổn, bây giờ đã trở thành thường quy ở trên khoa rồi. Chúng ta có một liều nạp ban đầu theo cân nặng, chúng ta có mức lọc cỡ, chúng ta có liều duy trì theo mức lọc cầu thận, nhưng bắt buộc phải lấy đo nồng độ vancomycin trong máu và dựa vào nồng độ vancomycin trong máu để chúng ta hiệu chỉnh liều. Vì áp dụng chế độ liều này thì nói chung là nồng độ sau độ khoảng ngày thứ hai thì nồng độ chúng ta sẽ đạt được nồng độ rơi vào khoảng điều trị
Đấy, nhưng mà cái này phải chỉnh liều rất cẩn thận, và nếu chỉnh liều này cho phép là chúng ta có thể dùng 3 gam, thậm chí 3 gam rưỡi vancomycin. Chúng ta tự tin có thể sử dụng mức liều đấy được, mà nếu không có nồng độ thì không bao giờ chúng ta dám chạm đến những mức liều đó. Còn nếu giả sử mà mic của vancomycin mà 1,5 hoặc 2 thì em khuyên là trong trường hợp đấy chúng ta không nghĩ đến vanco nữa, bởi vì lúc đấy không thể nào chúng ta đạt được một cái, với chế độ liều hiện tại chúng ta không thể nào đạt được cái mic PKPD mục tiêu. Vì vậy lúc đấy chúng ta phải tính đến những kháng sinh khác, ví dụ trong viêm phổi thì người ta sử dụng linezolid. Linezolid sẽ được dự trữ trong trường hợp mà nghi ngờ giảm đáp ứng với vancomycin hoặc là có mic của vancomycin từ 1,5 trở lên. Kháng sinh thứ tư chúng em nói đó là colistin. Thì các anh các chị cũng biết là colistin lúc này chúng ta đã bàn là phải, nó phải có một liều nạp, và em xin phép là thầy Châu là có, đây là một cái logic mà trình bày ở Bạch Mai về cái quá trình mà làm liều của colistin. Thực ra liều của colistin nó phụ thuộc vào từng cơ sở khám chữa bệnh, từ tùy thuộc vào tình hình nhạy cảm vi sinh ở đó chúng ta mới quyết định là chúng ta dùng liều nào cho phù hợp. Năm 2011 thì Bạch Mai dùng một chế độ liều, chế độ liều đấy tương đương khoảng 4 triệu đến 6 triệu đơn vị một ngày. Nói chung chế độ liều đấy tại thời điểm đó thì tương đối ổn, bởi vì là mic của vi khuẩn nó không cao lắm. Nhưng mà các thầy cũng tổng kết lại cũng phát hiện ra là gì? Nếu dùng chế độ liều này, nếu MIC của vi khuẩn mà từ 0,5 trở lên thì đáp ứng nó sẽ kém đi. Sáng nay em để ý cái KAC của bác sĩ Phương Anh, MIC là 0,25, như vậy nó tương đối ổn. Như vậy chúng ta sử dụng chế độ liều cũ nó không có vấn đề gì. Như vậy thì cái liều của colistin hoàn toàn phụ thuộc vào MIC. Và đây là cái kết quả của Bạch Mai. 2012 rất ổn, mic rất là nhỏ. 2013 cũng ổn, 2014 không hiểu tại sao nó lại chuyển sang thành 0,5, 0,75, và 2015 thì nó lại rơi vào đúng cái đoạn ở giữa như thế này. Vì vậy thì các thầy lại đặt ra một cái bài toán tiếp theo là chúng ta có phải dùng liều cao hay không. Liều cao các bác sĩ biết là chúng ta có chế độ liều 9 triệu liều nạp và 9 triệu liều duy trì, đấy là chế độ liều của châu Âu. Thì cái liều này cũng đã được thử ở trên bệnh nhân, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ về mặt lâm sàng, về mặt vi sinh trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy thì tương đối ổn. Tuy nhiên có một cái phát hiện ở đây là tỷ lệ độc thận rất cao, tỷ lệ độc thận là 31%. Như vậy cái giá của chúng ta phải trả là gì? Nếu chúng ta tăng liều, chúng ta sử dụng chế độ liều cao thì độc tính trên thận sẽ tăng lên. Vì vậy thì cái đây là chế độ liều cuối cùng của Bạch Mai, bên Bạch Mai thì hay gọi là chế độ liều B. Vậy chế độ liều B là chế độ liều năm 2016, thì ở Bạch Mai các thầy sẽ xây dựng trên nguyên tắc là dựa vào cái công thức tính liều colistin. Tính liều colistin thì như vậy là liều nạp thì các anh các chị nhìn thấy là có bằng nồng độ đích nhân với cả 2 rồi nhân với cân nặng. Liều duy trì thì cũng bằng cái nồng độ đích rồi nhân với cái gì, một cái phương trình ở đấy trong đó có mức lọc cầu thận. Vậy quan trọng nhất là chúng ta xác định nồng độ đích. Vậy nồng độ đích là bao nhiêu? Cái này thì Bạch Mai sẽ xác định cho Bạch Mai, còn các bệnh viện khác phải tự xác định dựa trên giá trị MIC. Người ta quy định là thế này, nồng độ đích thì thường phải ít nhất bằng 4 lần nồng độ ức chế tối thiểu. Vì vậy thì Bạch Mai xác định là tại thời điểm đó MIC là 0,5, như vậy là sẽ chọn nồng độ đích là 2, và từ đó ra được một cái liều là liều nạp tính theo cân nặng. Và như vậy bệnh nhân không phải sử dụng mức liều nạp cao lắm, mức liều nạp 9 triệu chỉ áp dụng trên những bệnh nhân mà tương đối béo, là trên 70 cân, và liều duy trì thì vẫn tính theo mức lọc cầu thận. Và áp dụng cái công thức này thì ở trên hồi sức thì nói chung dùng đây là viêm phổi thở máy thì hiệu quả nó tương đối ổn, và độc tính trên thận cũng giảm đi. Vì vậy thì có lẽ là cái mức liều này thì nó tương tự như là cái mức liều mà khuyến cáo sau đó một năm, năm 2017 là khuyến cáo liều của colistin. Và tuy nhiên ở cái mức liều này thì chúng em hết sức lưu ý là nếu bệnh nhân có dạng mic từ 1 trở lên với colistin, cái này chúng ta hay gặp với cả trực khuẩn mù xanh, và gần đây hay gặp với Klebsiella CLA ở Bạch Mai, hoặc những bệnh nhân nào có mức lọc cầu thận tốt hơn bình thường, thì nói chung là với kể cả mức liều như thế này thì cái thành công của chúng ta xác định là nó sẽ thấp hơn so với các nhóm khác. Vì vậy trong trường hợp đấy thì chúng ta phải xác định là phải bắt buộc phải phối hợp với colistin hoặc là đưa thuốc ở tại chỗ, ví dụ như là khí dung. Bởi vì khi khí dung thì người ta sẽ cho phép là nồng độ colistin, chúng ta bổ sung thêm một liều của khí dung trước liều tĩnh mạch thì cho phép là nồng độ của colistin trong dịch lót vô phế nang nó gấp khoảng hàng trăm hàng nghìn lần so với nếu chúng ta chỉ dùng đường tĩnh mạch đơn độc. Hiệu quả lâm sàng thì cũng tăng lên, độc tính thì không thấy là tăng lên, có lẽ là không cũng không thực hấp thu nhiều vào người, và cũng đưa vào trong khuyến cáo của ATS. Nếu mà kháng sinh, nếu chúng ta chỉ có nhạy cảm với cả colistin đơn độc ấy, thì như vậy người ta khuyến cáo là bên cạnh colistin tĩnh mạch thì nên bổ sung colistin khí dung. Nhưng cái khó nhất hiện nay đó là liều khí dung là bao nhiêu, thể tích khí dung là bao nhiêu, cái máy khí dung là chúng ta sử dụng máy gì, thì cái câu hỏi này thì vẫn còn tranh luận nhiều trong thực hành lâm sàng. Kháng sinh cuối cùng chúng em để muốn đề cập ngày hôm nay đó là aminoglycosid. Cái aminoglycosid là kháng sinh rất cũ, và bởi vì chúng ta rất là ngại bởi vì vai trò của nó càng ngày càng hạn chế. Nhưng thực tế nếu vi khuẩn kháng thuốc, ví dụ trường hợp Bạch Mai, trường hợp Klebsiella viêm phổi do Kleb kháng thuốc, thì không hiểu tại sao nó vẫn còn giữ được độ nhạy cảm với amikacin và zantamicin. Tỷ lệ nhạy cảm ở đây là độ khoảng 60-70% và cao nhất trong các kháng sinh mà hiện có. Vì vậy thì chúng em lại phải quay lại là liệu có tối ưu được cái chế độ liều kháng sinh này hay không. Thì kháng sinh aminoglycosid thì các thầy cũng biết là nó phụ thuộc vào nồng độ, nên nguyên tắc của chúng ta là bây giờ chúng ta đánh chớp nhoáng.
tức là liều, tổng liều trong ngày gộp hết thành một liều, đánh thật nhanh, đánh thật mạnh, nhưng sau đó nghỉ đủ dài để cho kháng sinh nó thải hết ra khỏi người bệnh nhân, sau đó chúng ta mới bồi liều tiếp. Vì vậy kinh điển liều của amikacin hoặc là liều của zanta hoặc clobamicin cho điều trị viêm phổi thì thông thường là amikacin chúng ta dùng liều 20mg trên kg cân nặng thay cho liều 15, còn zanta và tova thì dùng liều 5-7mg trên kg cân nặng. Và tất nhiên liều sau đó được hiệu chỉnh theo mức độ cầu thận của bệnh nhân. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây đó là nếu mà lại trong bối cảnh kháng thuốc như này thì ta có tăng liều được nữa hay không? Và có những nghiên cứu thì hiện nay người ta đang dùng chủ trương là dùng 8mg zanctamicin hoặc là 30mg 25 hoặc 30mg amikacin cho trường hợp mà viêm phổi có nhiễm khuẩn huyết đi kèm theo. Thì câu hỏi đấy đặt ra rất là nghiêm túc, bởi vì khi mà từ năm 2018 thì là bắt đầu Bạch Mai bắt đầu xác định mix của amikacin với Klebsiella, thì chúng em thấy ở đây là cái này vậy chúng ta phải đặc biệt quan tâm khi biện giải kết quả vi sinh. Vi sinh sẽ trả là từ 16 trở lên mới trả lời là đề kháng, còn từ 16 trở xuống sẽ trả lời là S. Thế nhưng mà vấn đề đặt ra là chúng ta cần nồng độ liều của kháng sinh aminosid làm sao cho Cmax chia cho MIC này tỷ lệ đấy phải từ 8 trở lên. Thế tỷ lệ đấy từ 8 trở lên thì em tính là thế này, là nếu chúng ta điều trị liều 25-30mg trên kg cân nặng thì liều nồng độ lúc đấy mới là từ 40-60, lúc đấy nó chỉ bao phủ được từ 4-8 thôi, mix từ 4-8 thôi. Như vậy là nếu giả sử mà chúng ta vẫn sử dụng các chế độ liều cũ 15-20 thì chắc nó chỉ bao phủ được những loại vi khuẩn mà nó có mix kiểu nhẹ nhàng kiểu như thế này. Vậy nếu cái vùng này, nếu chúng ta rơi nhiều vào vùng này thì chúng ta đặt bài toán là chúng ta phải tối ưu liều lên các mức liều cao hơn. Và lên các mức liều cao hơn đấy thì bắt buộc phải đo nồng độ thuốc trong máu. Và chính vì thế thì Hội đồng thuốc điều trị, Hội đồng khoa học, các thầy ở Bạch Mai cũng đã phê duyệt một cái phác đồ về quy trình định lượng amikacin ở trong máu. Và như vậy thì với quy trình định lượng này thì sẽ cho phép là sử dụng các cái mức liều cao hơn 25 hoặc 30mg trên kg cân nặng. Tất nhiên sau đó liều dùng tiếp theo sẽ dựa theo cái kết quả là nồng độ thuốc trong máu đo được. Như vậy có lẽ phần trình bày của em xin kết thúc ở slide này. Thì hôm nay em muốn trao đổi với các bác sĩ bên chuyên ngành hô hấp về vấn đề liên quan đến liều. Chúng ta trao đổi vấn đề này trong cái bối cảnh mà chúng ta điều trị nhiễm trùng càng ngày càng khó và vi khuẩn nó càng ngày càng cứng đầu. Vì vậy thì và hơn nữa bệnh nhân của chúng ta càng ngày càng phức tạp. Những cái thay đổi sinh lý bệnh của bệnh nhân nó thay đổi rất lớn về sự động hoạt của kháng sinh. Vì vậy có lẽ kết luận của bài này của chúng em là mong muốn là trong thực hành lâm sàng thì các bác sĩ chú ý đến các nguyên tắc của dược động và dược lực, để chúng ta chú ý có những trường hợp chúng ta phải có liều nào, chúng ta ưu tiên sử dụng chế độ liều cao nếu nhiễm khuẩn nặng, và có những cách ví dụ là tăng số lần dùng thuốc rồi chuyển liên tục, chuyển kéo dài rồi phối hợp kháng sinh để tăng hiệu quả điều trị. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và các anh các chị đồng nghiệp.